Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên Giang Nam Audio lại mới về một cặp loa của hãng OnQ. Model của cặp loa này là Liverpool, OnQ Liverpool D500. Với cái cặp Buxell này thì khá nhiều anh em chơi audio biết rồi. Chất âm nó rất là hay và loa thiết kế siêu đẹp. Và cặp loa này thì mới về nhưng cũng đã có anh khách chốt rồi. Thì em cũng làm một cái video để test cho anh em trải nghiệm, đánh giá. Sau đây sẽ mở một đoạn nhạc em đã ghép với bộ kéo đẩy Zotel. Sau đây mời anh em nghe nhá. Hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hãy nói đi em. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật yêu rồi, em chớ giấu hay ngại vẫn chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi. Em đừng ôm ấp hay dây bày cùng lòng anh, em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần nhau. Em ơi, đây quay sơ qua để cho anh em xem cái cặp loa này. Lưới zin anh em nhá, lưới zin 100%, lưới zin đẹp. Và loa của nó đây, đấy, rất là góc cạnh rất là đẹp anh em nhá. Và loa zin nguyên bản, góc cạnh đẹp. Thùng thì nói chung là cái nó có hơi bị sát nhẹ một tí, không ảnh hưởng. Cái mặt này đều đẹp hết, loa siêu đẹp luôn, căng bóng luôn. Đây, lưới zin đẹp. Nốt quay luôn cho thoải mái. Cũng chỉ giới thiệu với anh em sơ qua như vậy thôi, bởi vì loa này đã có người có anh khách chốt rồi. Đấy, loa trước sau đều đẹp, trùng series anh em nhá. Cặp loa này là trùng series, rất là đẹp luôn, nói chung hoàn hảo. Cảm ơn tất cả anh em nhá.